Bố bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sức khỏe ngày càng giảm sút. Bản thân em cũng từng trải qua giai đoạn phải đội tóc giả để đến trường đi học do chứng bệnh rụng tóc không rõ nguyên nhân. Thế nhưng dù vất vả, trở ngại như thế nào, thì đối với cô học trò nhỏ Phạm Thị Minh Phương, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Đông Hải, huyện Kim Sơn, luôn khát khao vươn lên, nỗ lực tìm kiếm tri thức phục vụ cho cuộc sống mai sau. Sau nhiều năm gắn bó với những bộ tóc giả thì giờ đây tóc của Minh Phương cũng đã bắt đầu mọc trở lại. Đối với cả hai mẹ con thì đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc rất đỗi giản dị. Từng phải đưa con đi chữa trị ở nhiều nơi, chị Nguyễn Thị An hiểu được những tâm tư tình cảm và lo lắng của cô con gái nhỏ. Cháu bị bệnh rụng tóc mà đi khám các bệnh viện mà không ra rõ nguyên nhân. Xong cháu nhiều lúc soi gương ấy mà cảm tự ti, thấy cũng buồn, là nhiều được mẹ động viên bảo ơi con cố gắng cứ chăm chỉ uống thuốc này, là cũng không gì đâu, mà được cái đến đến nước cũng được các thầy cô bạn bè cũng giúp đỡ động viên này, cháu cũng buồn chút thôi là cũng vượt qua được. Ngay cả những lúc thiếu tự tin về ngoại hình thì Minh Phương vẫn luôn xác định đến trường là con đường mang đến cho em nhiều niềm vui nhất, vì nhờ đó em biết thêm nhiều kiến thức cũng như nhận được sự yêu thương, quan tâm của thầy cô, bạn bè. Và điều quan trọng chính là giúp em mỗi ngày có thể chạm tới ước mơ của mình gần hơn thêm chút nữa. Môn học yêu thích của cháu nhất là môn toán. Ước mơ sau này của cháu là được trở thành bác sĩ khám và chữa bệnh cho nhiều người để có thể chữa được những căn bệnh như của bố cháu. Tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của em Phạm Thị Minh Phương. Rồi thứ hai nữa là tôi cũng đã được dạy là em là 2 năm. Thì tôi thấy là cái hoàn cảnh của em Phương là hết sức đặc biệt khó khăn. Nhưng bên cạnh đó thì em vẫn có cái nghị lực là vươn lên trong học tập. Là trong lớp ấy thì em rất là ngoan này, hiền lành này, hòa đồng với lại bạn bè. Thứ hai nữa là học tập thì rất là sôi nổi này, vượt khó trong học tập. Thương bố ốm yếu, luôn phải chịu những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Thương mẹ vất vả làm lụng sớm khuya để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả nhà. Phương luôn cố gắng giúp mẹ động viên chăm sóc bố và làm những công việc vừa sức. Cũng vì nhà hoàn cảnh như thế mà như được tôi được hai cháu nó cũng học giỏi, tôi cũng là nguồn động lực cho tôi để cho tôi phấn đấu để nuôi các cháu. Tôi cũng hy vọng là các cháu sẽ vươn lên và được có tương lai tươi sáng hơn, để cũng có nguồn động lực cho bố dưỡng bệnh. Những ước mơ của các em nhỏ luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật ấm áp, bởi vì dù còn nhỏ tuổi, nhưng các em luôn biết cố gắng mỗi ngày để trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy vậy, các em vẫn rất cần những tấm lòng nhân ái ở khắp mọi nơi, sẽ cùng chung tay, góp phần giúp đỡ, nâng cánh cho những ước mơ của những trẻ em nghèo, được bay cao, bay xa.